Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19h50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17 thành công tốt đẹp, xác định 12 nhóm chỉ tiêu cho nhiệm kỳ. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Gia tăng bệnh về mắt do tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử. Tin trong nước và quốc tế, giá xăng giảm mạnh gần 1.800 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Israel. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu triển khai kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay 11 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành. Kết luận số 57 của Bộ Chính trị nêu rõ, qua 10 năm thực hiện kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa 11 về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, Bộ Chính trị yêu cầu quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, đổi mới nội dung phương thức thông tin đối ngoại, đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái tiêu cực, phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận 57 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11 tháng 10, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Lào Cai và nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và lực lượng vũ trang tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dâng hương tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác nguyện phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt qua thách thức, luôn đoàn kết, đồng lòng, xứng đáng với di nguyện của Bác kính yêu. Tiếp tục chương trình của đoàn công tác Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, chiều nay đoàn đã tham quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, với nhiều mục tiêu cao hơn được đặt ra trong nhiệm kỳ này. Dự đại hội có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, cùng 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 42.000 đoàn viên trong tỉnh. Dự đại hội còn có đoàn đại biểu của Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên. Nhiệm kỳ qua với nỗ lực quyết tâm cao, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, 17 trên 17 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đã phát triển kết nạp mới được 7.846 đoàn viên, thành lập mới 45 công đoàn cơ sở thuộc khu vực sản xuất kinh doanh, thành lập mới 17 công đoàn cấp trên cơ sở. Các cấp công đoàn đã giới thiệu được 9.593 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Đã có 6.034 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Gần 19.000 công trình, sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi gần 40 tỷ đồng. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động được tăng cường, đã hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 62 tỷ đồng.
hỗ trợ sửa chữa và làm mới 160 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Đại hội cũng xác định 12 nhóm chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ để phấn đấu thực hiện, như phấn đấu hết nhiệm kỳ kết nạp 8.000 đoàn viên công đoàn, hỗ trợ sửa chữa xây mới 100 mái ấm công đoàn, phấn đấu ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của toàn thể công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong doanh nghiệp và trong thực thi các chính sách, pháp luật, cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc của công nhân lao động. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 32 đồng chí. Đồng chí Đặng Đình Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam gồm 9 đồng chí. Chiều nay 11 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng năm 2023. Tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 9 tháng qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan khối nội chính triển khai nhiệm vụ một cách linh hoạt, chủ động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, xử lý nghiêm các vụ việc đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo xử lý kịp thời dứt điểm đơn thư khiếu nại. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh một số nhiệm vụ các ngành địa phương cần quan tâm trong thời gian tới, đó là phải thực hiện tốt kết luận, nghị quyết của Trung ương, không để xảy ra tình trạng cán bộ né tránh công việc, trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các đề nghị của nhân dân. Các địa phương cần giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở. Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiều nay 11 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thống nhất thời gian và nội dung kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phiên họp đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh vào ngày 7 và ngày 8 tháng 12. Kỳ họp sẽ thông qua 9 báo cáo và 35 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 10 báo cáo, 4 tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 5 báo cáo của các ngành. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 42 nghị quyết quan trọng. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp hết sức quan trọng, vì vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, hoàn thiện các dự thảo báo cáo tờ trình, đảm bảo chất lượng, hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 11 để phục vụ việc chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp. Ngày 11 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành liên quan. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29, ngành giáo dục đào tạo Lào Cai đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ủy đã ban hành 3 đề án, 20 cơ chế chính sách đặc thù, mỗi năm có trên 135.000 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ. Quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp được quan tâm.
Năm 2013, Lào Cai là một trong 7 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giai đoạn 2022-2025 là tỉnh đầu tiên của cả nước thí điểm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết 29 cũng còn bất cập. Chất lượng giáo dục đại trà có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học chưa đồng bộ. Đặc biệt còn diễn ra tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhất là những môn chuyên biệt. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao cách làm bài bản khoa học có chiều sâu của Lào Cai trong thực hiện nghị quyết 29, đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu, có thêm các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng cao, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tâm điểm là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường khẳng định, Lào Cai sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong nghị quyết 29, thực hiện các chính sách ưu đãi đối với giáo dục, đặc biệt là đầu tư thu hút nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển giáo dục và các đối tượng đặc thù nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, cải thiện thứ bậc của giáo dục Lào Cai so với toàn quốc. Do tiếp xúc với máy tính, điện thoại hay thời gian làm việc nhiều nên đôi mắt của bạn ít được nghỉ ngơi, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí có người bị mất hẳn thị lực. Thực trạng này khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém. Với thông điệp hãy yêu đôi mắt của bạn tại nơi làm việc, Ngày Thị giác Thế giới 12 tháng 10 năm nay nhắc nhở mọi người hãy quan tâm bảo vệ đôi mắt của chính mình. Thường xuyên làm việc trên máy tính, đôi mắt chị Trần Thị Thúy hay xuất hiện tình trạng nhức mỏi. Vậy nên chị đã tìm đến bác sĩ để được thăm khám, tư vấn. Khối lượng công việc lớn, thường xuyên phải làm việc trên máy tính, nhưng mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi thăm khám mắt định kỳ. Vì mình biết là thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử có ánh sáng xanh sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt. Liên tục cảm thấy đau, mỏi mắt, chị Vàng Thị Hạnh cho rằng công việc căng thẳng, làm việc trên máy tính nhiều nên chị ảnh hưởng, tự mua thuốc về nhỏ nhưng không đỡ. Khi đến viện khám, chị Hạnh mới biết mắt bị tật khúc xạ. Mình là giáo viên, công việc của mình hàng ngày thì phải tiếp xúc với máy tính rất là nhiều. Và giờ đây thì cũng phải làm việc ở trên điện thoại, mà cũng cầm điện thoại cũng khá là nhiều trong một ngày. Do đó là mình thấy mắt của mình dạo này cũng kém hơn một chút, nhìn xa thì cũng khó nhìn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khám sàng lọc được trên 32.000 trường hợp các bệnh liên quan đến mắt. Đáng chú ý, tật khúc xạ như cận, viễn, loạn thị đang ngày càng trở nên phổ biến. Tỷ lệ mắc chiếm khoảng 30-40%. Đây là con số đáng báo động liên quan đến các bệnh về mắt. Một số người dân còn chủ quan không đi khám khi mắc bệnh về mắt và dẫn đến các hậu quả và các biến chứng để lại với mắt rất nặng nề. Có thể là khi can thiệp y khoa thì vẫn để lại cái thị lực giảm và thậm chí có thể dẫn đến mù loà. Để giữ cho đôi mắt sáng khỏe, ngành y tế khuyến cáo mỗi người cần có chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt khi làm việc nhiều với máy tính, điện thoại nên sử dụng kính chống lại tác động từ ánh sáng điện tử. Bên cạnh đó cần thư giãn mắt sau mỗi giờ làm việc, thực hiện khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, giúp phát hiện sớm bệnh về mắt để điều trị kịp thời. Từ kết quả cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên cấp trường năm 2023, Trường Cao đẳng Lào Cai chọn được 4 ý tưởng dự án tham dự vòng bán kết do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức. 4 ý tưởng dự án gồm ý tưởng dự án nuôi gà Mông thương phẩm bằng thức ăn tự phối trộn và bổ sung bột lá cây khổ sâm, dự án ý tưởng tả của tỷ Communist House, mứt dứa Mường Khương, kinh doanh chè san tuyết bản liền Bắc Hà. Đây là những ý tưởng dự án được đánh giá cao tại cuộc thi cấp trường khi thể hiện được tính mới, sáng tạo và có sự khác biệt với các sản phẩm đã có trên thị trường, đặc biệt là có tính khả thi, có khả năng áp dụng vào thực tiễn đời sống. Thưa quý vị và các bạn, với ý chí thoát nghèo, được sự hỗ trợ đồng hành của tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Nàn Xín, huyện Simacai đang tự tin khởi nghiệp với những mô hình hay, ấn tượng. Từ thành công mô hình nuôi trâu sinh sản, anh Ly A Quẩy ở thôn Phìn Chư Ba quyết định đầu tư nuôi lợn đen bản địa theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi là cách mà anh Quẩy thực hiện ngay từ khi đầu tư xây dựng khu chuồng trại 15 ô nuôi này.
áp dụng các khoa học kỹ thuật về chăn nuôi như là lắp đặt ống nước tự động dành cho lợn để cho mình đỡ phải vất vả. Ý tưởng của tôi là cơ bản là tôi sẽ nuôi con lợn cắt nách, còn lợn thịt thì tôi cũng chỉ nuôi khoảng 20-30 con để xuất ra thị trường thôi. Còn trang trại gần 1.000 con gà đen lông trắng, giống gà quý của người dân vùng cao, là của anh Ma Sao Lử, thôn Phìn Chư Ba. Với giá bán trung bình 200.000 đồng 1 kg, mang lại nguồn thu khá cho gia đình. Đây còn là mô hình điểm được nhiều bạn trẻ tại địa phương học tập. Ma Sao Lử vừa vinh dự nhận danh hiệu thanh niên làm theo lời Bác trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Em rất là vinh dự khi được gọi là tham gia cái chương trình này, được học hỏi kinh nghiệm từ các anh các chị. Thì bản thân em làm cái mô hình này với mục đích rằng là nâng cao cái hiệu quả kinh tế, và cũng một phần nữa đó là bảo tồn cái nòi giống gà đen và hỗ trợ mọi người ở trong xã mình. Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, đoàn xã Nàn Xín tích cực tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, định hướng khởi nghiệp và đứng ra ủy thác các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Hiện tổng dư nợ của các đoàn viên thanh niên trong xã lên tới gần 10 tỷ đồng. Tiến về ngày xưa và hiện tại bây giờ, các đồng chí có bước tiến triển làm mới và cái sáng tạo hơn năm về trước, thì giống rất là ít. Bây giờ có các bạn đoàn viên thanh niên là như bản lửa đây cũng duy trì và cũng mở rộng cái mô hình nuôi gà đen bản địa, vừa là nuôi lợn nái này, đấy, số lợn con này, nuôi lợn thịt này, đấy là các đồng chí là cũng có khá nhiều thu nhập cho bản thân và gia đình. Tự tin trên con đường phát triển kinh tế, hiện Nàn Xín đã có ít nhất 5 mô hình thanh niên cho thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên mỗi năm. Bằng ý chí và nghị lực thoát nghèo của mỗi người, có sự đồng hành của tổ chức đoàn, những bạn trẻ người dân tộc thiểu số ở vùng cao đang tỏ rõ vai trò xung kích trong mặt trận giảm nghèo, xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc. Trong phần tiếp theo của chương trình, chưa có văn bản quy định người dân phải đổi bằng lái xe máy sang thẻ nhựa. IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ khí đốt toàn cầu. Giá xăng giảm lần thứ hai liên tiếp trong kỳ điều chỉnh theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương vào chiều nay 11 tháng 10. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.595 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 1.798 đồng một lít, dầu diesel 0,05S giảm 1.184 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.352 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3,5S giảm 1.214 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành không trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, đồng thời cũng không sử dụng quỹ bình ổn đối với hai mặt hàng xăng dầu mazut, ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với hai mặt hàng dầu diesel như chu kỳ trước. Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định hiện chưa có văn bản nào quy định người dân phải đổi bằng lái xe máy bản giấy sang thẻ nhựa. Việc đổi đang được Bộ Công an đề xuất trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hiện tại luật chưa được thông qua nên quy định đổi bằng cũng chưa có hiệu lực. Cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý 55,6 triệu giấy phép lái xe ô tô và xe máy, trong đó có khoảng 23,6 triệu giấy phép lái xe ô tô, xe máy chưa thể tích hợp trên VNEID do không đồng bộ dữ liệu dân cư. Nếu dự thảo luật được thông qua thì khoảng 22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải làm thủ tục đổi mới. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Ngày 10 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp để bầu ra 15 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026. Trong đó, Indonesia là ứng cử viên do ASEAN giới thiệu đã đạt được số phiếu cao nhất là 186 phiếu. 15 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026 gồm Indonesia, Kuwait, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Brazil, Cộng hòa Dominica, Hà Lan, Pháp, Albania, Bulgaria, Maldives, Bờ biển Nga, Ghana, Burundi,
sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 cùng với các thành viên đương nhiệm, trong đó có Việt Nam. Như vậy, trong năm 2024, có hai nước ASEAN là thành viên Hội đồng Nhân quyền là Việt Nam và Indonesia. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi lời chúc mừng đến các nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền và bày tỏ mong muốn của Việt Nam với vai trò là nước đương nhiệm đẩy mạnh hợp tác và cùng với các nước thành viên mới nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan này trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời gian tới. Mới đây, Anh và một số quốc gia Bắc Âu cùng với Đức đã công bố các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong khi Mỹ cũng cho biết chuẩn bị cung ứng viện trợ bổ sung cho Kiev nhằm tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng vũ trang của quốc gia Đông Âu. Cụ thể, Anh và các nước Bắc Âu gồm Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Iceland và Litva đã thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu bảng Anh, tức khoảng 123 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này giả phá bom mìn, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Trước đó một ngày, Đức cũng công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá khoảng 1 tỷ euro, tức khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã công bố báo cáo về nhu cầu khí đốt trong trung hạn, trong đó dự báo tăng trưởng nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Cơ quan đánh giá mức tiêu thụ khí đốt trên các thị trường ở châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ giảm trong trung hạn do các nước trong khu vực này đang đẩy mạnh triển khai các dự án năng lượng tái tạo và nâng cao các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng. Tăng trưởng nhu cầu khí đốt sẽ tập trung chủ yếu ở các thị trường đang phát triển nhanh ở châu Á và các nước nhiều khí đốt ở châu Phi và Trung Đông. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng, nhu cầu khí đốt dự báo giảm 5% trong năm nay, chủ yếu do ngành điện của các nước này đã giảm mạnh lượng tiêu thụ khí đốt và mở rộng phát triển năng lượng tái tạo. Hiện nay, chính phủ nhiều nước như Hàn Quốc, Argentina, Đức và Canada đang đẩy mạnh công tác sơ tán công dân khỏi Israel do quan ngại tình hình xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Argentina ngày 11 tháng 10 bắt đầu sơ tán hơn 1.200 công dân của mình rời khỏi Israel. Bộ Quốc phòng nước này cho biết hiện có 3 chuyến bay quân sự mỗi ngày tham gia hỗ trợ. Cũng trong ngày 11 tháng 10, chuyến bay chở khoảng 200 công dân Hàn Quốc từ Tel Aviv đã hạ cánh xuống sân bay Incheon. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết nước này chưa ghi nhận thương vong trong cuộc xung đột mới bùng phát này. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức cho biết hãng hàng không Lufthansa của nước này sẽ cử một số chuyến bay đặc biệt tới Israel trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 để hồi hương các công dân Đức. Sáng ngày 11 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc của Afghanistan. Trước đó vài ngày, khu vực miền Tây của Afghanistan cũng vừa hứng chịu một trận động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ địa phương, với tâm chấn cách thành phố Herat, nơi có hơn 500.000 người sinh sống, khoảng 29 km về phía Bắc. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 10 km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau trận động đất này. Trước đó, hôm 7 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 6,3 độ Richter làm rung chuyển miền Tây Afghanistan và kèm theo một loạt dư chấn mạnh, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Thưa quý vị và các bạn, khác hẳn nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt, những vùng quê thanh bình hay nơi ven sông luôn mang đến cho mỗi người cảm giác yên bình, sâu lắng, nhất là với những người mà tuổi thơ thường gắn với những dòng sông đã đi vào nỗi nhớ của họ. Một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh bình dị của cuộc sống ven sông mỗi buổi chiều tà. Thank you.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 11 tháng 10, không khí lạnh đã tràn khắp Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết các địa phương trong tỉnh lạnh về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 16 độ. Đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường nên ở Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng sớm trời lạnh, vùng cao đêm về sáng sớm trời rét. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời có nắng gián đoạn, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.